Trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam đã diễn ra sôi nổi, dân chủ và thẳng thắn. Đại hội vinh dự có sự tham gia của anh hùng lao động, phái viên Thủ tướng Chính phủ Thái Phụng Nê, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo Công đoàn ngành công thương, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Hoàng Quốc Vượng, Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa 3 Trần Văn Ngọc. Gần 300 đại biểu là cán bộ nhân viên trong toàn ngành điện Việt Nam từ mọi miền đất nước cũng đã có mặt tham dự hội nghị. Năm nay, Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam diễn ra trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết 11 của Đảng, tiếp tục đổi mới toàn diện, cơ cấu lại nền kinh tế, gắn tăng trưởng kinh tế với an sinh xã hội. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã và đang tập trung đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và ngành điện. Trong hai ngày, đại hội đã diễn ra với tinh thần sôi nổi, dân chủ và thẳng thắn. Các đại biểu tham dự hội nghị đã có nhiều tham luận sâu sắc, thiết thực, chỉ ra những thuận lợi cũng như một số khó khăn tồn tại của công đoàn cơ sở, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp để hoạt động công đoàn ngày càng gần gũi, thiết thực hơn với người lao động, cũng như góp phần cùng chuyên môn tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đại hội đã tổng kết phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn trong toàn ngành nhiệm kỳ 2008-2013, xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành mới với 31 thành viên, trong đó ông Trần Văn Ngọc tiếp tục được tín nhiệm bầu làm chủ tịch, hai phó chủ tịch là ông Khuất Quang Mậu và ông Nguyễn Hồng Chiến. Đại hội cũng đã xây dựng, xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2013-2018 là vì sự phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, vì đời sống của người lao động, xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động và công đoàn các cấp trong ngành hãy phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, mãi mãi xứng đáng là niềm tin yêu của đoàn viên và công nhân viên chức lao động. Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực đóng góp của Công đoàn Điện lực Việt Nam đối với sự phát triển chung của ngành điện, cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Hoàng Quốc Vượng cũng đồng thời chỉ ra những hạn chế mà hoạt động công đoàn cần khắc phục trong thời gian tới. Với truyền thống tốt đẹp của ngành điện lực Việt Nam, tôi tin rằng đại hội đại biểu lần thứ tư Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn của tập đoàn chúng ta, đóng góp xứng đáng xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam trở thành một tập đoàn, một doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển điện lực Việt Nam và xây dựng giai cấp công nhân, đặc biệt là công nhân điện lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thành công của đại hội lần này sẽ tiếp tục tạo động lực, nền tảng cho Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa 4, nhiệm kỳ 2013-2018 tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của mình, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của ngành điện và đất nước.